Mình là tên là Suy Nguyễn, đến từ Arizona. Thì hôm nay trong chương trình Trẻ Khỏe Đẹp á, mình xin trình bày với anh chị một cái vấn đề rất là tế nhị trong cái bữa tiệc có đông người ăn, và mình cũng muốn là mọi người ví dụ như mình là một cái người nấu đúng không các anh chị, thì mình cũng muốn những cái món ăn mọi người ăn á, ví dụ như một cái món gỏi thì mình muốn họ cũng phải ăn tôm chung với gỏi, hay là món cháo gà phải ăn gà chung với cháo chứ không muốn ăn không. Cái cách trình bày của một cái món ăn cũng rất là quan trọng. Ở đây xin không có nói về vấn đề thẩm mỹ anh chị ha, mình chỉ muốn nói cái vấn đề là cho cả người ăn và người nấu đều cảm thấy happy đúng không. Hôm nay thì tại vì mình đang làm cái món này nên mình sực nhớ ra cho nên quay cho các anh chị coi chút xíu. Hôm nay mình sẽ làm cái món bánh hỏi. Thường thường á, ở nhà Xuyên không có mua bánh hỏi tươi các anh chị, mình chỉ mua cái món bánh hỏi này sẵn để là khi nào cần ăn bao nhiêu á, thì hai mẹ con ăn nhiêu thôi. Món này á được làm tại Việt Nam ha, và làm bằng gạo nước màu tự nhiên và muối thôi, cho nên nó rất an toàn để các anh chị ăn, không có chất bảo quản gì hết. Ăn đến đâu mình làm tới đó. Thứ nhất, thứ hai nữa, cái món này khi mình làm xong á, mình luộc xong các anh chị, mình luộc nước sôi và sau đó mình bỏ vô khoảng 1 phút 15 giây, và anh chị lấy ra anh chị trụng vô nước lạnh liền và anh chị vớt ra liền khoảng 2 giây thôi, cho nên nó rất là nhanh. Nhưng là sau khi anh chị luộc xong như vậy á, thì nó không có bị khô nhiều như những cái món bánh tươi các anh chị, không bị khô nhiều và để lâu cũng không khô. Khi xuyên ngào á, xuyên ngào hành hành lá, bánh hỏi thì thường ăn với hẹ nó ngon hơn, nhưng mà hẹ bên này mình không có vừa ý lắm, cho nên cái mình sẽ ngào dầu ô liu với hành lá, và mình chỉ vớt cái lá cái hành thôi chứ không có vớt dầu, nên hạn chế tối đa những cái chất béo á. Và đặc biệt á, là bánh hỏi thường ăn với thịt heo quay đúng không, nhưng mà nhà Xuyên ăn thịt heo quay, mình ăn với chả thôi, chả quế hoặc là chả lụa hoặc là chả gì mà các anh chị thích á, hoặc là nêm nếu anh chị muốn. Đối với hôm nay á, thì mình muốn trình bày là cách mình trình bày sao cho hai bên happy đúng không? Các anh chị thấy thường những cái món gỏi hay những cái món mà để cái đồ gia vị ở trên á, cái đồ ăn kèm ở trên á, anh chị xếp một cái lớp ở trên. Nếu mà gỏi thì mình có thể trộn chung, nhưng mà cái món này thì mình không thể trộn chung. Cho nên anh chị, nếu anh chị sắp một cái lớp ở trên quá đầy ha, mình đưa cho các anh chị coi ở đây nè. Đây. Nếu mình sắp một cái lớp ở trên quá đầy thì nó không có đẹp. Thứ nhất, và thứ hai nữa là mình cái người họ ăn trên trước á, thì nó sẽ không còn chả với cái người ăn sau, cho nên là xin sắp một lớp chả ở đây. Và các anh chị thấy dưới này ha, xin cũng để thêm một lớp chả dưới nè, thậm chí cái lớp thứ ba xin cũng để thêm chả ở dưới để cho để làm gì, để những cái người ăn sau á, họ ăn hết cái lớp này thì ở lớp dưới vẫn còn chả, thì thấy không nè, cái lớp chả nè đó, cho nên nó sẽ happy cho hai bên, người ăn và cả người nấu nữa, người nấu cũng thích cho anh chị ăn đầy đủ đúng không. Nếu mà còn đối với món nước mắm á, thì cái món nước mắm thường thường basic á, tức là căn bản á, thì mình sẽ làm là ba nước, một ba muỗng nước, một muỗng nước mắm và một muỗng đường, là nửa muỗng chanh. Nếu anh chị nào muốn ăn như thế nào thì mình có thể gia giảm thêm. Nhưng mà đối với nước mắm mà ăn bánh hỏi hay là bánh cuốn hay các loại thì anh chị có thể thêm là 4 muỗng nước hoặc 5 muỗng nước ha. Anh chị có thể nêm nếm chút xíu để mình thấy vừa ăn theo cái ý thích của mình. Tại vì những cái món này nó sẽ khô đó, mà các anh chị ăn nó mặn quá hoặc là ít nước mắm thì nó không có ngon, nhưng mà mặn quá thì cũng không có được. Cho nên đối với cái món nước mắm này á, món nước mắm này thì các anh chị có thể gia giảm tùy theo cái món ăn của anh chị, dùng cái món như thế nào. Nhưng mà cái quan trọng mà mình muốn các anh chị happy khi cái bữa tiệc có những cái món mà nó ăn kèm theo như vậy đó, thì các anh chị nên chêm ở dưới hoặc là mình trộn chung với món ăn. Ví dụ như bánh chuối nướng mình cũng trộn chung chuối ở trong đúng không, rồi mình xếp một lớp ở trên. Nhưng mà thường những cái món cái trộn chung ở trong nó thấm hơn và nó ngon hơn. Món gỏi cũng vậy, nên trộn tôm chung với món gỏi rồi hãy xếp lên trên, chứ đừng có xếp một lớp không á, thì cái người sau, ví dụ cái người mà họ ăn họ sáng đi từ cái góc bên này qua bên kia thì cái người sau có thể họ còn, nhưng nếu mà cái nít hay là trẻ em nó thích ăn cái gì nó gấp hết thì người lớn không còn để mà ăn nữa. Cho nên mình chỉ muốn nói cái vấn đề hôm nay vậy thôi. Ok, hôm nay mình có một cái buổi họp mặt với các chị làm đẹp, làm mặt rồi enjoy với nhau những cái món ăn như vậy đó. Have a nice day, chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ, và một tuần mới thật là happy, thật là thoải mái.
Nếu các anh chị thấy đồng ý với cái này, anh chị thích thì anh chị like hoặc share cho mọi người để có thể trình bày cho mọi bên happy hơn. Một buổi cuối tuần vui vẻ ha. Bye bye tất cả mọi người. Con gái mình đang đàn ở ngoài kia. Con đàn bài gì đó con ơi? Hả? Con đàn bài gì? Rồi đàn mẹ nghe coi. Công chúa của mình nó tự động nghiên cứu trên YouTube, tại vì lâu lắm rồi không có học piano à, tự động nghiên cứu trên YouTube mà đờn thôi à, những cái bài nào mẹ biết á, thì mẹ ghi nốt ra. Ở bên này nó không có học đồ re mi như Việt Nam mình mà nó học ABC, cho nên mẹ thích cái bài gì đó thì mẹ ghi ra à, mẹ ghi ví dụ giống như cháo lên ba, mẹ ghi là la son fa son la, rồi ảnh tự mẹ ghi cái nốt cho ảnh, rồi ảnh tự ảnh viết theo, ảnh chuyển qua là con đàn cháo lên ba, mẹ nghe coi. Son fa son la. Ok rồi, hẹn gặp các anh chị lần sau nha. Happy night đi.